Alo. Biến chất kết quả ấy. Ok. Bay đi. Bay đi. Bay đi. Hai và biến chất nữa. Ơ cái gì? Tại sao? Tại sao? Bay đi. Không bay được dễ. Đẩy đi kìa. Đẩy đi kìa. Đẩy đi kìa. Ok ok mọi người. Để mình luôn mà lừa quá. Toang rồi, toang rồi, toang rồi. Tất cả là tại hang tai. Đúng rồi. À, nhưng tất cả là do mọi người đổ cho mình làm cơ trưởng. Thì nhảy thôi mà cũng không nhảy được. Ăn sẵn nó quen rồi. Trời ơi. Thế ăn hay không? Đấy. Giọng hang tai có phải là giọng Hà Nội đâu? Đúng vậy, không phải ở Hà Nội. Mà giọng Hải Phòng mà. Tất cả. Không phải Hải Phòng. Tất cả. Nó phải đâu? Cái giọng biến thái à? Ờ đúng rồi. Giọng biến thái. Ở trong nhà có một thằng á. Bà thì là giọng Bắc. Khổ lắm, mình ở trên mình quen rồi. Đâu ở đây đâu. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, lại, quay lại. Bắn cái gì vậy? Thì quá đáng. Vậy show game mình tivi. Bị bắn trung A giờ, bị bắn trung A giờ hiện hiện lên kìa. Đứng lại, đứng lại. Đúng rồi. Những thay đổi mới. Bài này nó có luôn. Gì đó? Vậy đó. Đi cùng mình làm gì? Đi bảo cà phê mà, đi cà phê mà. Đi đi, ad luôn trái ad. Cà phê. Cover chứ. Đúng cà phê. Chạy đi bạn. Chạy đi. Cà phê. Bà hentai này. Em là cà phê của anh. Được, được. Nào, cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây kêu. Phải đùi linh hồn á, ta rồi. Thôi, ta cười, ta cười. Ta cười ta ỉ. Ta cười ta ỉ á. Cười tại ý á. Chị nha, chị nha. Hả cái gì? Cái gì? Cái gì? Bà ta vừa nói gì? Ôi! 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 Mẹ mày! Ở đâu vậy? Mày trên mày bắn xuống đúng không? Không. Trong nhà á hả? Bà lầu. Bà lầu cái địa chỉ đâu cái. Cửa sổ bà lầu đúng không? Ok. Cái nào đỏ là cái gì ấy? Là cái gì đó. Bị bắn đi vào đỏ. Cái đỏ đỏ là cái mà mỗi lần mà bị bắn là nó sẽ hiện lên màu đỏ, cũng giống như cũng giống những ngày ấy. Chúng ta bị bắn là chúng ta sẽ bị hiện lên màu đỏ. Ấy mới là con bị bắn đó. Ê, sau lưng, sau lưng, sau lưng. Kìa kìa, hentai bị bắn kìa. Mày nghĩ gì mày đòi bắn hentai hả? Hentai. Mày gì hả? Đòi bắn hentai hả? Ôi đạn nó đuổi rồi em đây. Giả đây, giả đạn đi. Giả đi mà. Làm gì có cầm. Obi. Có đạn nào? Obi kia, giả em đạn nhanh lên. Làm gì có, em nhầm mày, em nhầm hả? Em ca rồi. Ôi cái thằng củ cải trên nhà ba lầu chết chưa? Chết rồi, nằm rồi. Cầm ca chứ có cầm đạn đâu. Không phải, anh bị có viên đạn ở trong người. Ơ, ngoài. Ngoài nhà, hướng ngay chủng đồi. Tay ba, trên này có tay ba nhá mọi người. Lấy tay ba đi mọi người. Chết nó. Mà cái giản thể nó hiện, không hiện ai giết ai luôn á. Lỗi nhở. Em bi giảm đạn đây. Nhà 2 lầu, 3 lầu, 3 lầu, 2 lầu, 2 lầu. Mẹ. Ông Phi đã đảo chúng ôi kìa, nó hiện đỏ thỏ người ôi kìa. Toàn rồi. Giết nó mới được. Đứa nào chạy qua cái nồng đạn của tao gì? Làm nghe. Này. Cái gì? Ông bóp là có thật. Chạy mất tích luôn rồi. Chạy đâu? Trong ghế á. Ở đây có đạn này kêu ơi. Đạn gì? Đạn gì? Đó, đây này. Rồi bị bắn chết nè. Chết. Thôi cậu xuống, cậu sắp chết đó. Kêu đâu rồi? Thì tôi đứng một mà cho nó bắn chất 50 máu, bởi 150 máu. Ừ, ok. Rất là mình phản xạ ghê thế đấy, nó bắn mình vẫn quay lại bắn bóp bóp. Ừ. Chiếp chiếp. Chipu chipu. Ở đây ai là fan WAG không? WAG là ai? Thôi, các bạn đừng có nhắc tới WAG, WAG bắn gà lắm. Thôi. Đúng rồi. Ừ. Biết bảng mà. Xem AS đi.
yếu đuối lắm, xem AS đi. Các bạn phải xem AS nhiều vào, xem WG best bản đó. Thà đúa cả rung, toàn yếu, toàn chớt. Yếu. Em có chơi FIFA không? Em có. Em biết AS Mobile không? AS Mobile là... Nghe đau lòng vậy. Đúng rồi, AS là rồi. Gì đâu. Ủa? Hentai ơi, Hentai. Em có chơi FIFA không? Nghe nè, nghe nè. Nghe nè là cái gì vậy? Nè, hỗn đúng không? Nghe ta... Tới ta đúc cái cây gậy vô... Chạy. Hả? Đúc cái gậy vô chạy. Chạy luôn. À, có ai Baraka không? Không. Hỏi lại một lần nữa. Không. À, không. Ôi trời ơi. Kêu, người... Kêu lấy đạn tỉa không? Có. Người lớn kêu là phải giả nha. Chứ không có nghe nè đâu nha. Em nghe nè. Không được, người lớn kêu là phải dạ. Ngoài ra bảo vâng. Dạ. Ừ, vâng, dạ. Vâng. Ủa mày hentai bao nhiêu tuổi? Em 25. What the fuck? Nghe nha, Kiều ơi. Mày muốn tao bóc lịch hộ mày hả? Kiều. Trời ơi, đại học có bị gì không? Đại học luật đó cậu. Hả, đại học luật hả? Trường tăng giá luôn á. Đại học luật đi ra làm streamer. Đại học luật là cho vào làm cảnh sát server GTA anh được đấy. Đại học luật 2k5. Ok. Học 2k5 được không? Đại học được học. Gì? 2k5 hả? 12 tuổi hả? Chưa đủ. 14 tuổi hả? Hả? Máu cái này á. Gì 14 tuổi? Phải... Ơ, bắn máu á. Bắn máu gì đó. Máu này. Đây gọi là bắn cái máu ấy. Ui cái gì vậy? Đã không phê không? Gài tôi không? Gài tôi đúng không? Lấy máu đi, give it to đây. Nhưng mà lúc nó có nổ... À Red Zone à? À Red Zone à? Cái con Mobile nó bắn ấy. Nè anh chị cho coi con tờ rạch nè. Tới đây. Em thấy cái con này không? À đúng rồi, không có tên. Đậu xanh á. Chết chỉ có chết mới thấy tên thôi. Em chết đi em xem anh. Gì? À, cái gì đấy? Phê không? Phá xe vậy? Có mỗi cái xe. Ủa mà đang đi đấu ranh mà mọi người. Ủa, đây đây rồi đấu ranh vậy? Cái team này có khác có gì? Gì? Trời vui không? Đây là một trận đấu nghiêm túc. Okay. Giọng chị Linh nghe dễ thương quá hử? Trời. Nghĩ sao gì? Ủa ai lái rồi? Không biết. Ai lái thì lái à? Ai để sau cùng người lái quy định thế rồi. Ơi, cảm ơn mọi người đã tin tưởng vào tài lái xe của mình. Ôi. Đấy, em vừa nói xong cái Yuso sợ ngay mà. Không, em định ra vào liên tục này. Cái trái kia, trái thùng tính mới kia. Trái thùng tính đang lăn kia. Đó. Đó. Lấy luôn. Nhiều tin cốt à. Bây giờ rồi phải tin cốt. Đấm đầu vào thùng tính luôn. Đúng vậy. Sao sao lấy quả trên núi gần hơn mà luôn vào đây chị vậy? Ui. Ui. Cái núi lấy tôi. Có kinh nghiệm gì cả, ta đi lên cuối. Gài, thích gài không? Đây. Không được. Lại đi ạ. Lại đây. Tớ sẽ ngồi đây. Cái gì? Cái ngồi mà. Lo lớn. Gì thiệt ấy anh, ấm lắm. Ừ, anh cũng cảm thấy ấm lắm. Cái gì ấm á? Fan tôi kêu là dòng mà hentai. Dòng mà hentai nghe ấm phải lùi. Từ bao giờ lại tên là hentai vậy? Hentai ơi, có thể là em Zen gọi tên anh 5 lần được không? Từ bao giờ kêu bằng hentai vậy? Ủa anh mới tính ra rồi nãy anh mới gọi em hentai ơi, em kêu ơi luôn á. Nghe nè luôn á. Vàng. Đúng rồi, phải. Đúng phải. Trong vàng. Một cái con đuôi. Mày không bắt được đôi trai à? Ai phóng lựu vậy? Ai phóng lựu vậy? Ai phóng bây giờ?
Ông ấy phóng mình kìa. Ông phóng bản thân mình kìa. Toàn vãi đái em nữa. Đâu rồi? Chết hết rồi em. Đá hử. Yeah, đau quá. Dơm. Tưởng quá. Gì? Xe đổ luôn. Chết tươi luôn. Muốn công bọn tôi hả? Đâu có dễ. Muốn về mà đâu có thưởng đâu. Tôi thấy đi mọi người ơi, địch việc con này nè. Kẻ đi, nhà bao việc. Mặt lắm. Kẻ đó. Cái gì đâu mà đi. Nhanh lên, lên xem mọi người. Cái gì bíp. Cái gì thích bíp. Cái gì bóp, cái gì cái bíp bíp. Thì thôi mọi người ơi. Hentai là gì giải thích hộ hả? Hentai là một một tên của một động vật dễ thương. À thế à? Làm gì có tên của một động vật dễ thương giống như mà Mew nè, giống như từ từ con mèo nè, từ từ con Mew nè, hoặc là Cún nè, hoặc là gì đó, hoặc là tên gì ta? Mũm nè, con thỏ người ta gọi là mũm đó. Ai ai tự máu đi, hết máu rồi. Đây cho Linh cho này, Sony Linh cho này. Đấy. Tôi đang sắp nổ trắng rồi mà. Cũng là quái thai mà. Quái thai 12 lô đít. Quái thai 12 lô đít nghe kìa. Cái gì quái thai 12? Bờ thiệt. Nè kênh này là kênh văn hóa, kênh dành cho trẻ em mang thai và bà già. Ơ lột. Trẻ em mang thai và bà già cho con bú, đúng rồi. Đàn ông. Đàn ông cho con bú. Tiếc con. Tính ra là 20 thằng mà không thấy thằng nào luôn á. Hai đúng ra game là dễ. Thở nghe nặng nhọc. Gì Linh là vợ em hả? Trời được, thấy gì chưa? Trời được, tôi có vợ rồi hả? Tôi có chồng rồi hả? Có rồi, thấy mẹ rồi. Đấy, xong cái gì mà biết trời đâu ra? Có phải đánh ghen sau thằng đám ơi? Đã không phải đấy là cái nấm. Ừ, nhiều thằng đám. Lừa thế. Cái đấm siêu tắc khổng lồ. Ô, người đâu hết rồi? À đây đây đây, trong nhà mày ạ. Mày chạy đi đâu? Chạy đi đâu? À đâu quá. À bị bắn, bị bắn. Cách nào mình lại bị bắn? Ôi xe đừng, xe đừng rơi. Xe đừng rơi. Xe rơi rồi, xe rơi rồi. Các em ơi, các em ơi. Các em của anh ơi. Các em của anh ơi. Em ơi, thôi anh đi rồi em ơi. Anh đi rồi à? Anh đi xa quá. Nhưng có hai thằng kia ơi. Chết luôn. Là chết luôn rồi. Yếu. Không có máu cơ. Quá yếu. Vào cái thấy ai là có đứng cạnh nhau là yếu. Bắn và quá yếu. Lau mi đi anh đừng rồi rồi bản này tôi lúc xe đau chứ xẻo thôi nhưng không cho nữa tất cả là yêu cô đừng rồi cái xe vào rồi lừa em rồi. Em đâm cho mọi người có bông kẹo để dễ thì rồi buồn không anh? Buồn nữa. Buồn như gì anh? Anh ơi anh buồn. Vẫn như cái ơn ơi anh đừng buồn, buồn như cái con chuồng chuồng. Ui ông này có 81 cái nỏ. Đâu đâu đâu. Cung thủ, cung thủ. Thôi ai lấy mất một. Dạ đây. Chà cái đầu mi á, giờ này là không chạy bo chết hết cả lũ nè. Chạy bo, chạy bo. Em ở lại. Chạy bo, chạy bo một mì hô nhưng mà không ai chạy. Bo đâu, bo bè mà. Linh ơi chạy cẩn thận, ngã là chết đó, ngã, đã mất máu vào đâu. Ok, đang chạy. Bùm ra. Ừ, không hiểu cái gì bùm bùm, ôi cái gì bùm bùm ấy. Không được rồi mọi người ơi, phải còn máu rồi. Kìa, ra chết kìa. Chết rồi, cầm đạn nỏ. Quay mất mình cầm đạn nỏ. Bye bye. Hai, mọi người ơi, cứu được mà. Đừng vẫy tay như thế. Bye bye em. Em mày bắt đầu sau. Mình quên mất rồi, mình cầm nỏ mất rồi. À, cái hòm luôn rồi. Cả đấy người ta gọi là gì? Sống chết của nhau đấy. Cảm ơn em.
Thôi được rồi, tại vì em thấy anh chết một mình hơi buồn vậy em. Được thì chúng mình cũng là đồng hương mà. Ừ. Hội đồng hương. Được. Dân chơi Hải Phòng 1. Thế thì chúng ta phải lần sau phải đổi tên là dân chơi Hải Phòng 1 mới được. Không. Anh là dân chơi Đồ Sơn. À ok, được rồi, anh là dân chơi Đồ Sơn nên để em làm dân chơi Hải Phòng cho. Được. 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 Như đồ xác, đồ sơn, đồ đồ chơi gì ở đây từ lưa vậy? Chính xác xong người ta bảo là Đồ Sơn không? Không. Chỉ biết là đời. Người ta vẽ bản đồ có thấy ở đấy con núi kia gọi là Đồ Sơn. À. À, ra vậy. Ồ, ra vậy. Chắc chắn gọi là Hải Phòng không? Sao bài này? Đâu. Ồ, ra vậy. Ồ, ra vậy. Không cần đâu. Sao người ta gọi là Hải Phòng? Đây, 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 đây. Không cần đâu, không cần, không cần. Ok. Ê, trên núi, trên núi, trên núi. Bắn đi dâm xuống. Thì nó bắn ở hướng này, nó bắn hướng này luôn á. Nó gần đây, thằng địch gần đây. Đây đang chạy vào bọn này. Cái gì á? Hai người bên trái, hai người bên phải. Ừ, bắn đỏ đi, chính xác. Kẻ này người ta gọi là ai không có đầu này ấy. Nó chạy kìa. Ôi. Ô, áo đúng kìa. Bắn nó nó yêu ơi. Bắn okay. Thi bà nó đi, đậu xanh nó. Đúng vậy, bắn nó vào mỏ nó. Chính xác thì tôi phá cái này ra, bắn thẳng vào bóng keo luôn, hiểu không? Được phá thế. Đó. Ui. Đồ trọng quá. Mà bắn một keo phê phết đấy chứ. Sau lưng kìa. Ai da. Tôi có nói rồi. Tôi chết, tôi chết. Chết quá, chết quá. Chết quá, chết quá. Không, không, không. Bo bo cậu ơi. Lấy quá. Ok, ok. Ôi. Cố lên em. Ba, tên ba, tên ba. Sau. Mindo. Ai da. Một kéo vào đầu 70 máu kìa, chết kìa. Ai da. Bắn nhiều thế. Chạy đi mọi người ơi. Bắn ad ơi, bên trái có luôn kìa. Bắn ad. Đông phải. Cứu có bờ tường chắc được ấy. À, có chuyện này, ok ok. Rồi. Bước qua đời nhau. Đừng, đừng cứu tôi, nó phía sau kìa. Hai thằng luôn. Các thằng đông quá. Không biết phải bọc thật cái hôi rồi ba đứa. Ba thằng luôn. Ba đứa một team luôn. Tôi phải nói đây. Nó có lắp đỏ, nó có lắp đỏ. Bỏ ra. Bảy máu à. Cay quá. Cái đỏ mà delay lại á. Đấy, cần trận đấu. Cay sức chưa. Bắn ghê quá, địch bắn ghê quá. Bắn ghê quá. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.